nó dễ Nếu lắm. không làm ca sĩ, chị sẽ làm gì? Chuyên về sổ sách. Ví dụ ở nhà ngày xưa mẹ là buôn bán cái gì thì chuyên về sổ sách, hoặc là check, 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 check. Giống như bây giờ mà đi đi đâu cũng là check bill là dở nhất. Hèn chi nhà hàng em bán bao giờ mấy đứa nhỏ nó nói chị kiểm tra bill kỹ lắm Không hề rồi. nha, chút nữa sẽ kiện vụ, chút sẽ kiện vụ kia nè.